chuối là nó cao, tỉnh táo, con người nó tính trung thực. Nga Vĩ hôm nay chung mình chung kết Nga Vĩ đây là Nga Vĩ ăn cà là chung kết đâu vậy không ai chơi vậy thì mình mất thời gian. Không, chúng ta chơi ba cái bao ba. Nhưng mà ăn, khi nào ăn thứ hai bao ba chơi thì thắng. Tao bây giờ ăn ba bao ba đấy. Sao là dân thành lực rồi. Của mình tự làm đấy, cho nên giữ được các bạn đó nó phải được kéo xuống dưới, nó nằm dưới. Hello, xin chào và chào mừng tất cả bạn copy phần stream name sẽ hello nha. Ok, còn cái này là đây chính là chỗ để bị tưởng này là mà các bạn bạn thiết bị loa của mình là speaker, màn hình tốt thì đỡ phần và của YouTube nó sẽ cái phần góc dưới đó ở đây kim kỳ ấy. Rồi chúng ta sẽ qua giống như là những cái resolution á, độ phân giải á, nó rất là cao. Màn hình tốt thì độ phân giải sẽ cao, còn đây màn hình của mình sẽ đau á, nên nó tối đa là 1024, nhưng các bạn có thể tùy chỉnh nó lên 1280 720, tại vì cái mức độ này là ở tầm nói chung là full scan của cái màn hình trong YouTube. Nếu như các bạn coi một video mà cái màn hình đó nó full luôn thì nó là khoảng 1280 720, các bạn setting nó như thế này. Các bạn áp dụng nữa. Và phần âm thanh thì ở phía trên thiết bị âm thanh các bạn chọn cái loa của các bạn, thiết bị loa của mình là speaker. Ở đây bên này chỗ dưới là micro. Chọn micro nha. Vãi lồn. Okay. Phím nóng thì không cần đâu. Ở đây. Phím nóng ở phần nâng cao. Thì ở đây là lúc mà các bạn chọn ở lớp xử lý ưu tiên nó có bình thường á, nó sẽ ở mức thường. Nếu như các bạn đau về nó sẽ ở mức thường. Nhưng mà các bạn chỉnh nó ở mức rảnh và lờ cho mình. 20 phút mày chờ làm rảnh và lờ luôn. Mày 20 phút thì mày ra lên làm gì? Tao chờ, tao chờ. Mày điên, 1 giờ học rồi, 2 giờ học rồi. Đi xe phóng ra cái. Mày đi xe à? Ừ. Tao đi. Tao mẹ. Còn ở phần X264 CPU kệ sẵn thì các bạn chỉnh very fast. Nếu như các bạn nào máy mạnh hơn thì các bạn chỉnh faster, fast hoặc medium. Nào máy càng thấp thì chỉnh mức độ nhanh càng nhanh. Ví dụ như máy thấp ơi là thấp luôn. Ví dụ như các bạn, nhưng mà video các bạn sẽ rất là xấu. Nếu như các bạn chỉnh ultra fast sẽ rất là xấu nè. Mình sẽ chỉnh mức độ nó như thế này. Rất là xấu. Xấu. Hơi xấu cũng được. Đẹp. Quá đẹp. Đẹp không tưởng. Này là super ultimate ultra đẹp luôn. Ultra beautiful luôn. Mình sẽ chỉnh mức độ very fast à, mức độ bình thường đó. Bình thường thì mình khoảng chỉnh hơi thôi đó. Very fast được rồi. Xíu nữa mình stream thì YouTube
nó sẽ tự động giải mã lại cho mình, mã hóa lại. Còn đây thì nếu như các bạn chỉnh 2 thì các bạn chỉnh main thôi. Mình chưa mày phải học hết rồi. Mày học ở đâu? Mày học ở đâu? Ở đấy. Như nào, chửi như nào? Phó mà đang thử như nào, chửi như nào đấy. Phó mà đang thử như nào, chửi như nào đấy. Phó mà đang thử Phó mà đang thử vãi thật. Phó mà đang thử. Ơ mày thử vào cái live này của tao đi xem nghe được không? Vãi thật. Phó mà đang thử. Ơ mày thử vào cái live này của tao đi xem nghe được không? Vãi thật. Phó mà đang thử. Ơ mày thử vào cái live này của tao đi xem nghe được không? Tìm phần live stream mà. Vãi thật. Phó mà đang thử. Đâu xuống đây, xuống đây. Phượng kìa, Phượng kìa. Máy này chuột phò ấy, đừng có chơi. Stream trên Twitch TV. Nguyễn Cương. Thấy Nguyễn Cương không? Đây 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 đây. Anh Cường hôm nay học toán đúng không? Hả? Anh Cường HDI đi mẹ chán vãi luôn. Cường Nguyễn để đây đây chán đéo biết tạo tài khoản như nào. Đi công chấm cay cay cứ cay gì bố mày tự biết. Ê, bỏ ra bỏ ra lay mày đi xem hết à mày điên à? Không tao
Đây, đây. Được, đéo biết gì thôi đi. Đưa tao vào tài khoản ta. Để làm gì? Ơ mày thử vào cái. Được, đéo biết gì thôi đi. Đưa tao vào tài khoản ta. Để làm gì? Ơ mày thử vào một giờ đánh đéo thì đánh normal thôi. Được, đéo biết gì thôi đi. Hả? Mày điên ở 1 giờ đánh nó 1 rồi. Ngu vãi lộn. Để làm gì? Mày đã ra muộn rồi đấy con. Mày thử vào 1 giờ đánh đéo thì đánh nó 1 rồi. Thì thử đi. Đéo biết gì thôi đi. Hả? Bố mày đánh nó 1. Mày điên ở 1 giờ đánh nó 1 rồi. Ngu vãi lộn. Để làm gì? Mày đã ra muộn rồi đấy con. Mày thử vào 1 giờ đánh đéo thì đánh nó 1 rồi. Thì thử đi. Đéo biết gì thôi đi. Hả? Bố mày đánh nó 1. Mày điên ở 1 giờ đánh nó 1 rồi. Ngu vãi lộn. Để làm gì? Mày đã ra muộn rồi đấy con. Mày thử vào 1 giờ đánh đéo thì đánh nó 1 rồi. Thì thử đi. Đéo biết gì thôi đi. Hả? Bố mày đánh nó 1. Mày điên ở 1 giờ đánh nó 1 rồi. Death is like the wind, always by my side. Ngu vãi lộn, để làm gì? Ngu vãi lộn. Descendants of Suns. Đấy, đi mẹ tao tao chọn bảng rồi mà. Yasuo stream thấy bảng.
Mày xem của tao đi. Mày xem lại của tao đi. Trâm. Xem lại xem nào, check lại em nào. Check lại đi. Địt mẹ, lộn như thế. Check lại thôi mày điên. Tao làm sao check được, mày ngu ấy. Ngu vậy, đéo biết mở lại lịch sử à? Quên mà. Có nghe tiếng gì không? Đâu rồi, đâu Nguyễn, có thấy Nguyễn Cương ấy, Nguyễn Cương ấy. Đây, lên mẹ lịch sử. Lịch sử đi, mẹ ngu. Ngu vậy. Đùa, tao đã chọn bảng rồi mà sao vẫn lần nữa lại không được nhỉ? Quên, nó nghe thấy, nghe thấy mày nói. Nghe, nó có hay bị lặp không? Nó có bị lặp tiếng không? Hả? Trực tiếp của mày đúng không? Nó có bị lặp tiếng không? Vậy. Không. Bị delay 3 giây à? Không mang bảng gì. Để tí nữa mày lại bị áp ca tiếp đấy. Mày nghe tiếng gì không ấy? Có nghe tiếng không? Có nghe tiếng tao không? Oh, what the f- Đếch mang bảng chứ. Không mang bảng. Xong. Anh tỉnh vừa lơ. Ly ra đây, ly ra đây. Vâng, anh bị hành vỡ mồm. Ấy, từ từ. Một pha nữa. Không ngờ ấy. Đến Ma Vũ nhỉ? Đến Ma Vũ đúng không Quốc? Ôi, không mua máu. Tao quên mang bảng như fuck. Giờ đang tí thì bị hành. Mình đừng làm gì này. Cơ lơ cơ tơ. Lên kiếm dài. Ốc chó đéo biết làm. Yeah.
Kiếm dài, kiếm quanh mắt dài. Gia xoa siêu phẩm. Ấy, what the hell? Mà cái phần mềm gì ấy? Open broadcast. Làm sao để hình ảnh nó nét hơn nhỉ? Chỉnh. Mày nghĩ chỉnh dễ lắm à? Bố mày phải tìm hiểu mãi mới chỉnh được. Good. Mày vào alo luôn đi Miu ơi. Mày vào alo luôn đi Miu ơi. Mày vào alo đi Miu ơi. Mày ấy còn ai? Này. Tích biết cái trò đấy. Tao không hay đánh như mày đâu. Ơ sao? Lỗi à? Mẹ đách biết chỉnh còn đòi đi công mẹ. Mày đã chỉnh key hay là chỉnh gì đâu? Ủa? Không có bảng chứ. Không gây sát thương nhiều cho nó được. Đấy, sao tao lại lên thuốc của thợ săn nhỉ? Để. Đấy, sao lại lên. Chắc hiểu tại sao lại lên thuốc của thợ săn luôn. Ly nó này. Scene.
Này. Vãi cật. Chịu con mẹ luôn rồi. Đỡ hiểu Lee Sin. Mẹ đéo hiểu Lee Sin mình ngu ấy. Hả? Ai. Best League của mẹ ơi.